Bộ Công an vừa công bố chỉ số cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân năm 2021. Công an thành phố Đà Nẵng xếp hạng xuất sắc ở vị trí 12 trên 64 tỉnh thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2020. Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng. Nhiều năm qua, Công an thành phố Đà Nẵng luôn tận tâm và nỗ lực đổi mới, đưa ra nhiều sáng kiến để công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả. Chủ động rà soát, giảm thời gian giải quyết của 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố, tăng cường hiện đại hóa nền hành chính, vận hành khai thác có hiệu quả hệ thống camera giám sát và đưa vào sử dụng hệ thống dữ liệu an ninh trật tự thành phố, tổ chức nhiều cách làm sáng tạo trong cấp mới và trả căn cước công dân cho người dân. Đó là những cách làm hay, tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân. Đây là một cái việc làm rất tốt, rất có ý nghĩa, đặc biệt là rất tạo thuận lợi cho người dân nói chung và nhất là những người già cả ốm đau bệnh tật, không đi lại được hoặc khó khăn trong đi lại. Ngay kể cả các cái trường hợp mà bệnh nhân người dân không may bị bệnh khuyết tật như con gái tôi chẳng hạn, tới đây cũng sẽ được làm tại nhà. Tôi thấy đấy là một sự quan tâm rất đúng lúc, đúng chỗ và đặc biệt là tạo thuận lợi rất nhiều trong thủ tục hành chính của người dân. Không chỉ quan tâm phục vụ nhân dân, Công an thành phố Đà Nẵng còn nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ. Mô hình một cửa giải quyết 109 thủ tục hành chính trên 5 lĩnh vực: hậu cần, tài chính, thi đua khen thưởng, đào tạo, chính sách bảo hiểm vừa được ra mắt sẽ tạo thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ thực hiện các thủ tục một cách công khai, đúng quy định của ngành và pháp luật. Cải cách các thủ tục hành chính trong nội bộ và chúng ta kể cả là trong việc mà tiếp đối với các yêu cầu của công dân theo cơ chế một cửa của thành phố. Và hôm nay thì trong cái cải cách hành chính trong nội bộ, hiện nay 109 bộ thủ tục hành chính của chúng ta bước đầu để mà áp dụng. Và công an các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, sẽ bổ sung vào danh mục và tất cả các hoạt động về thủ tục hành chính sẽ được hết về cơ chế một cửa này. Ngoài việc được Bộ Công an xếp hạng cao về chỉ số cải cách hành chính, các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố còn dành sự hài lòng cao cho các đơn vị và cán bộ chiến sĩ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của Công an thành phố. Công an thành phố cung cấp 47 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trong tổng số 152 thủ tục hành chính. Ngoài các dịch vụ công do Bộ Công an xây dựng, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng 29 dịch vụ công mức độ 3 thuộc các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đăng ký quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chủ động rà soát cắt giảm thời gian giải quyết của 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền để nâng cao năng lực giải quyết. Công an thành phố còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Chúng ta nghiên cứu những cái giải pháp bấm số, thực hiện những cái áp dụng cái công nghệ thông tin để làm cho cái hiệu quả công việc tốt hơn ở những cái bộ phận giải quyết về hồ sơ, về cấp biển số cho công dân và những cái vấn đề khác có liên quan trên cái địa bàn thành phố. Xác định cải cách hành chính là mục tiêu trọng tâm, trên tinh thần đổi mới sáng tạo, Công an thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình, cách làm hay và cải cách thể chế, góp phần số hóa nền hành chính công, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với đà tăng trưởng phát triển của thành phố Đà Nẵng.